suy về cuộc đời. Có những mất mát đau thương đã qua lâu rồi, giờ con bận tâm chi để gieo muộn phiền vào trong tim. Xóa hết ký ức, quên đi hận thù. Kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương ở nơi cuối đường, sẽ mở rộng một trời yên vui. Dù tan mau những ác mây đen, phiêu du giữa dòng đời. Đã mỏi mệt nhưng đắng cay khi ở bên làm ta đổi thay. Trời yên vui, dù ta mau những áng mây đen phiêu du giữa dòng đời. Đây chỉ là một màn kịch sơ sài mà bọn họ dựng lên để hại anh. Anh và Huy chơi với nhau rất thân, xem nhau như anh em, cho nên anh biết rõ nét chữ của Huy không phải là như vậy, tất cả chỉ là giả mạo. Chính Lâm đã xác nhận đây chính là nét chữ của Quốc Huy. Lam tưởng là cô ta hiểu rõ con người của Quốc Huy sao? Còn mấy anh lại tin một người đã từng gây ra biết bao nhiêu sóng gió như vậy. Như vậy là đã quá rõ rồi. Triết, bây giờ con tính sao? Con sẽ nhờ công an điều tra chuyện này. Đây là một vụ vu khống nghiêm trọng, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đã có kết quả giám định, đây không phải là nét chữ của Quốc Huy. Anh nói sao? Ý anh là đây là bằng chứng giả à? Đúng. Tôi thật không ngờ đường đường là người thừa kế An Phát mà lại nghĩ ra cái trò rẻ tiền này để hãm hại người khác. Chúng tôi không hại ai hết. Dù lá thư là giả, nhưng tôi tin chắc những gì trong lá thư đề cập tới đó là sự thật. Ăn nói dớ dẫn. Nếu là sự thật thì cậu hãy nên tự trách bản thân mình, vì các người đã hết thời rồi. Mẹ, đừng đôi co với họ làm chi, mất công lắm mẹ. Mẹ đâu có muốn đôi co với bọn họ làm gì. Cậu ta nghĩ chỉ cần viết ra vài chữ là có thể qua mặt được mẹ, trong khi chính cậu ta đã tự biến mình thành trò hề trong mắt người khác. Nè, tôi xin nói lại, tôi không hề bị đặt lấy thư này. Anh Cang, bình tĩnh đi. Thôi được rồi, đừng gây gổ nữa. Ai đã gửi lá thư này cho các anh? Một nhân chứng. Đó là ai? Tôi có thể biết được không? Thật ra bây giờ mà nghĩ tới, tôi cũng đoán chắc là đó là nhân chứng giả. Tụi con rất xin lỗi. Các anh gửi một lá thư nặc danh, hạ nhục người khác, rồi bây giờ mấy anh nói lời xin lỗi người ta, dễ dàng như vậy sao? Vậy chứ anh muốn sao? Chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, và tôi sẽ kiện các anh tới cùng. Xin lỗi mọi người, nếu như lá thư đó đem đi giám định trước thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Lỗi này á là do trước đây chúng ta đã chủ quan, chứ không phải lỗi của một mình anh đâu. Phải đó, lúc mà nhận được bức thư và đọc được nội dung của bức thư, ai trong chúng ta cũng đều tin chắc đó là sự thật, nên đã không suy xét kỹ lưỡng. Lúc đó anh cũng sơ ý quá, anh chỉ nghĩ tới ba thôi. Anh mong bức thư đó sẽ giúp cho ba nhanh chóng được tự do, nên mới đưa mình vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, khiến cho mọi người lo lắng thêm. Mà bây giờ cái tên Triết đó quyết là sẽ không bỏ qua cho anh và anh Khang, nói là sẽ kiện tới cùng. Không biết là tòa sẽ xử vụ này sao nữa.
Em yên tâm đi, nhất định là để cho Khang, sẽ không bị sao đâu. Không thể là giả mạo được. Lam nói sao? Lam nói là bức thư đó không thể nào là giả mạo được. Phòng kỹ thuật hình sự đã giám định, chắc chắn là không sai sót được rồi. Anh Kiệt, anh có cách nào cho em xem lại bức thư đó hay không? Có, anh có photo ra một bản về để nghiên cứu. Đây. Đây mới là giả mạo. Lam à, em càng nói khiến cho mọi người ở đây càng không hiểu. Em nói bức thư này không thể giả mạo, bây giờ em nói bức thư này giả mạo, vậy là sao? Em nói đây không phải là bức thư mà chúng ta đã đọc ở công ty. Anh Huy có thói quen viết dấu mũ của chữ O giống như là cái râu vểnh lên. Bức thư mà chúng ta đã đọc ở công ty có tất cả các dấu hiệu đó, còn bức thư này không có. Chữ O của bức thư này bình thường, không có dấu hiệu mũ vểnh lên. Lam có chắc không? Lam chắc chắn về điều này. Thì vậy có nghĩa là bức thư này bị đánh tráo? Không thể được. Bức thư này từ lúc ở trong công ty tới giờ là do anh giữ và không bao giờ rời xa nó mà. Kỳ lạ vậy. Không lẽ nào em nhớ rồi. Lúc sáng nay anh chở em đi cùng để tới công ty, mình có dừng lại ăn sáng. Có khi nào bức thư bị đánh tráo ngay lúc đó không? Đúng rồi, rất có thể là bức thư này bị đánh tráo từ lúc đó. Trời ơi, đáng lẽ không được chủ quan như vậy. Thôi, mọi người cha đã cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi. Có gì ngày mai mình tính tiếp nha. Không gọi được cho Bảo Thi. Anh cũng đoán trước là Bảo Thi sẽ khóa máy. Bảo Thi có nói Minh Trí có tay trong mà lại rất thân thiết với chúng ta, mà qua chuyện lá thư bị đánh tráo á, thì lời của Bảo Thi là sự thật rồi. Người đó không ai khác mà chính là Thái Hà. Lam, nói nhỏ thôi, bây giờ chưa có bằng chứng xác thực, không có kết luận bậy bạ được đâu. Khanh à, chuyện lá thư chỉ có Lam, Khanh, anh Khang và anh Kiệt biết, mà Lam, Khanh, anh Kiệt và anh Khang không thể nào là người của Minh Triết được. Suy ra chỉ có một mình Thái Hà là kẻ đáng nghi nhất. Nếu Lam nói là đáng nghi thì có nghĩa là vẫn chưa chắc chắn. Khanh cũng đồng ý như Lam mà. Nếu mà Khanh không tin á thì đâu có chịu ra đây ngồi nói chuyện riêng như vậy. Thôi được rồi, hai em đừng có tranh cãi nhau nữa. Chuyện tay trong á cứ để anh điều tra cho. Ở Lam nè, anh dặn chuyện này, việc Bảo Thi cảnh báo chúng ta có tay trong á, em đừng tiết lộ ra ngoài nha. Dạ, em biết rồi. Con ăn đi. Cảm ơn mẹ. Ăn đi con. Sao, ngon không? Dạ ngon. Nếu mà ngon thì Nhi phải ăn nhiều nhiều đó nha. Dạ. Mẹ. Bé Nhi hôm nay đã khỏe lại nhiều rồi, hồi trưa nó ăn cả chén cháo luôn. Vậy sao? Nhi con mẹ ngoan quá à. Con ngoan thiệt không mẹ? Thiệt chứ sao không? Con ngoan mà sao không thấy ba vô thăm con vậy mẹ? Nhi nghe nè, ba bận đi công tác xa cho nên chưa có về thăm Nhi kịp. Bây giờ Nhi phải ngoan như vậy nè, rồi ăn nhiều thiệt nhiều, rồi phải khỏe thì khỏe ha. Tại vì trước sau ba cũng về thăm Nhi à nha. Dạ. À, mẹ có cái này cho Nhi nè. Tê 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 tê. À, Doraemon. Mẹ mua cho con mẹ đó. Con thích không? Hôm bữa thằng Khang nó có hẹn với mẹ, đi ra gặp nó.
Anh nói gì vậy mẹ? Nó hỏi thăm bệnh tình của bé Nhi, vì nó tưởng bé Nhi là cháu bà con của con. Nó còn đưa cho mẹ 20 triệu để lo cho bé Nhi. Nó còn nói là có cần gì thì nói với nó sẽ giúp. Hà à, mẹ thấy thằng Khang á, đúng là một người tốt đó con. Tại sao tới ngày hôm nay anh vẫn chưa thăm con? Anh có biết là con bé mong anh lắm không? Tôi cho anh thời hạn ngày mai phải thăm con, nếu không thì đừng có trách tôi. Anh đừng nói những lời đó với tôi nữa. Tôi đã làm quá nhiều chuyện với anh rồi. Tôi không cần gì hết. Tôi chỉ cần anh đối xử tốt với bé Nhi, làm cho nó tin rằng đã có một người cha thật lòng yêu thương và lo lắng cho nó. Ủa em về đó hả? Bé Nhi sao rồi em? Nó khỏe rồi chứ? Bé Nhi nó khỏe hơn rồi anh. Mẹ về kia nè, nếu bé Nhi có cần gì á thì hãy nói với anh nha. Anh, em nghe mẹ nói là anh đưa mẹ 20 triệu để lo cho bé Nhi hả? Anh đã nói với mẹ là đừng có cho em hay, cuối cùng cũng bị bể rồi. Anh à, không có gì đâu, anh thấy bé Nhi cũng dễ thương mà, y chang như bé Tùng vậy nè, y chang như bé Tùng vậy nè. Cưng quá. Anh có muốn hỏi gì em không? Không, đâu có chuyện gì đâu mà hỏi. Ê, nè 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 nè. Nè của con nè. Bé Tùng. Nè. Nếu như em nói em có chuyện đang giấu anh thì sao? Em khờ quá. Nếu như có chuyện muốn nói với anh mà em không tiện nói thì anh không bao giờ hỏi. Khi nào em cảm thấy thích hợp á thì em sẽ nói cho anh biết mà, đúng không? Anh có biết là cuộc đời của em may mắn nhất là được làm vợ của anh không? Cho đến bây giờ anh cũng không bao giờ cảm thấy hối hận khi lấy em làm vợ. Anh cảm thấy rất may mắn, rất hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình. Cảm ơn em nhiều lắm. cưng nè. Nè. Sao không nói gì hết vậy? Tại vợ của anh đẹp quá, làm anh ngỡ ngàng luôn. Anh thấy bộ này có hợp với em không? Điều quan trọng không phải là hợp hay không, mà quan trọng là em có thích hay không. Vợ anh đẹp như vậy, bảo đảm rất phù hợp. Nịnh quá đi nha. Nè, tôi chỉ nịnh vợ tôi thôi, chứ tôi không có nịnh ai đâu. Em muốn thử thêm vài kiểu nữa, anh đứng đợi rồi cho em ý kiến nha. Mà
Anh không thử đùi vest đi? Anh thử rồi, chỉnh sửa một chút nữa là đẹp. Đợi em ha. Ừ. Alo, mẹ nghe nè con. Mẹ hả? Anh ta tới chưa mẹ? Hồi sáng giờ mẹ cũng chưa thấy nó tới nữa. Mà anh ta cũng không gọi điện gì cho mẹ hả? Không có thấy nó gọi gì hết trơn á. Bé Nhi nó cứ hỏi mẹ hoài, mẹ không biết trả lời nó làm sao luôn. Anh ta đúng là đồ khốn nạn mà. Vậy thôi nha mẹ. Chuyện gì mà gọi em ra gấp dữ vậy? À, có chuyện này anh không biết là có nên nói cho em và anh Khang biết hay không. Có chuyện gì? Anh mới giờ điều tra ra một chuyện, và chuyện này có liên quan tới anh Khang. Chuyện gì mà liên quan đến anh hai em? Anh cứ nói đại đi, úp úp mà mở hoài à. Em xin lỗi. Là cậu Khánh. Con nghe nè cậu ơi. Dạ. Ủa nhưng mà anh hai bị cái gì mà phải phẫu thuật? Dạ rồi rồi rồi, con tới liền. Anh Khang bị sao vậy? Em cũng không biết nữa. Cậu Khánh nói là bây giờ anh hai đang tiến hành làm xét nghiệm để phẫu thuật ghép gan á. Anh đi cùng với em tới bệnh viện. Đi. Chào cậu. Anh Khang. Đó, hai đứa tự hỏi nó đi. Sao mà tự nhiên anh hai hiến gan vậy? Em đừng có lo lắng quá. Bé Nhi là cháu ba con của Hà, cần phải ghép gan, nếu không sẽ không qua khỏi. Trùng hợp sao? Gan của anh lại phù hợp với gan bé Nhi, cho nên anh mới đồng ý hiến đó chứ. Nhưng mà anh có biết là hiến đi một lá gan như vậy là nguy hiểm lắm không? Không sao đâu, sức đề kháng của anh rất là tốt, với lại anh là người lớn, việc hồi phục của anh sẽ rất là nhanh. Bé Nhi còn nhỏ quá mà đã bị bệnh gan như vậy, nếu anh không giúp thì cảm thấy có lỗi lắm. Mà cậu ơi, phẫu thuật hiến gan như vậy có nguy hiểm không cậu? Đã nói là phẫu thuật thì dĩ nhiên luôn luôn sẽ phải có nguy hiểm. Thôi mọi người đừng có quá lo lắng, bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe rất là nhiều lần rồi, anh đảm bảo sức khỏe thì bác sĩ mới đồng ý cho hiến gan, đúng không cậu? Cô chào cậu. À, chào anh. Dạ chào anh. Khanh với Kiệt cũng ở đây hả? Dạ, tụi em được cậu Khánh báo cho nên vội vã chạy vô đây. Sao được bác sĩ, gan của tôi có phù hợp không? Qua các xét nghiệm cho thấy gan của anh rất thích hợp để cái ghép cho bệnh nhân Nhi. Không biết khi nào anh tiến hành được. Càng sớm càng tốt. Thôi được, vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành làm phẫu thuật luôn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin chào. Em cảm ơn anh. Em cứ cảm ơn anh hoài, không sợ anh buồn hả? Bác sĩ, sao rồi bác sĩ? Sao rồi bác sĩ? Phẫu thuật diễn ra rất thành công, chúng tôi đang tiến hành ghép gan. Dạ. Thank you.
Anh tỉnh rồi hả? Bé Nhi sao rồi em? Anh yên tâm đi, bác sĩ nói là ca phẫu thuật thành công lắm, bé Nhi chắc chắn sẽ qua khỏi mà. Vậy là anh yên tâm rồi. Anh à, có chuyện này em muốn nói với anh. Chuyện này em nghĩ là không thể nào giấu anh được nữa. Sao chuyện đến như vậy mà con lại giấu mẹ? Con xin lỗi mẹ, con sợ là mẹ lo lắng nên con không nói. Con có biết làm như vậy mẹ lại càng lo lắng hơn hay không? Con người ta bị thương ở ngoài cơ thể đã đau đớn đến mức nào? Đằng này anh con cắt đi một lá gan thì sức khỏe của anh con sẽ ra sao đây? Mà anh hai nhất quyết là không cho con nói. Con có càng ngăn ảnh, nhưng mà ảnh nhất quyết là phải làm như vậy mẹ. Các con thiệt là... Mẹ, chuyện cũng đã làm xong hết rồi. Thôi mẹ đừng có la chị ba nữa. Con nghĩ anh hai đã suy nghĩ thấu đáo nên mới quyết định làm như vậy. Trước giờ anh làm gì cũng có lý lẽ riêng của mình mà mẹ. Càng... Con sao rồi? Con thấy trong người sao rồi? Con khỏe không? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi con. Nói thiệt cho mẹ nghe, con thấy trong người mình sao rồi? Con khỏe không? Dạ, con khỏe rồi mẹ. Anh hai, sao ông ở bệnh viện nghỉ ngơi một hai ngày nữa mà về sớm vậy? Anh không sao đâu, yên tâm đi. Thưa mẹ, con mới về. Con à, con đã về rồi thì ráng nghỉ ngơi để lấy lại sức nghe con. Dạ. Mẹ, con có chuyện này muốn thưa với mẹ. Đây là bé Nhi, con riêng của Thái Hà. Con muốn xin phép mẹ đón bé Nhi về nhà nuôi dưỡng, được không mẹ? Dạ là con đi mẹ. Con vào đi. Mẹ, con ngồi xuống đây. Con muốn vô đây để xin lỗi mẹ. Con à, con biết chuyện của Hà từ khi nào? Sao không nói cho mẹ nghe? Thực ra con cũng nghi ngờ chuyện này lâu lắm rồi. Nhưng con nghĩ phàm làm người, ai cũng có những quá khứ, và quá khứ đó không thể tránh được những sai lầm. Cho nên nếu Hà đã không muốn nói với con thì con tôn trọng không muốn hỏi. Nhưng sau đó thì... Sau đó thì sao? Dạ con nghe mẹ. Hà ơi, con vô bệnh viện liền đi con. Bệnh của bé Nhi tự nhiên trở nặng lắm. Bác sĩ nói nếu gia đình mà quyết định chậm trễ thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của con nhỏ đó con. Con vô liền đi Hà ơi. Dạ. Mẹ, mẹ chờ con một chút. Con vô liền. Thank you.
này chứ? Nghe máy đi, mở máy lên đi. Ủa em có chuyện gì vậy? Em làm sao vậy? Anh ơi làm ơn giúp em. Hà, em bình tĩnh lại, có chuyện gì nói anh nghe đi. Bé Nhi, bác sĩ nói là bệnh của bé Nhi có biến chứng rồi, phải tiến hành ghép gan á. Nhưng mà bé Nhi không có ai có gan thích hợp hết. Anh ơi, nếu mà không nhanh chóng, bé Nhi nó chết mất. Anh ơi giúp em vậy. Thôi được rồi, em không thể để bé Nhi chết được. Được rồi, mình tỉnh đi, con đây rồi, anh sẽ giúp em mà. Anh ơi, bé Nhi. Bé Nhi chính là con ruột của em. Chuyện này anh biết rồi. Làm sao anh biết được? Anh suy đoán vậy thôi. Đúng. Em, đó là kết quả của tình yêu bồng bột thời trẻ của em với một tên công tử nhà giàu. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh lâu như vậy. Em biết là em không còn tư cách nào ở trong nhà của anh được nữa. Em đừng có nói vậy. Em sẽ ra đi, đi chuộc lại lỗi lầm này của mình. Phải chi chuyện này em nói với anh ngay từ đầu thì anh sẽ dắt bé Nhi về chung sống với vợ chồng mình rồi. Em thử nghĩ đi, bé Nhi mới có 4-5 tuổi đầu mà em đã bắt nó phải xa mẹ hơn 1 năm nay, tội nghiệp cho nó biết chừng nào. Anh, cuộc đời của em đã chịu quá nhiều sóng gió. Bây giờ anh là chồng của em, anh càng không thể để cho em chịu thiệt thòi thêm một ngày nào nữa. Đợi khi nào bé Nhi khỏe lại rồi, rồi anh sẽ đưa con bé về sống chung với vợ chồng mình. Em chịu không? Con biết chuyện xảy ra đột ngột như vậy khiến cho mẹ không thể nào chấp nhận được, nhưng con xin mẹ, lần này mẹ hãy vì con mà tha thứ cho Hà. Hãy nhìn nhận đứa nhỏ giống như cháu ruột của mình, được không mẹ? Con không giận Hà sao? Con nghĩ giận hờn trách móc trong thời điểm này cũng không giải quyết được gì, mà chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Giống như chuyện nhà Bắc Trường năm xưa, nếu như Bắc Ngân không rộng lòng tha thứ cho quá khứ của Bắc Trường thì ngày hôm nay gia đình của Bắc Trường không xảy ra quá nhiều sóng gió. Con không muốn những chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy. Điều khiến cho mẹ lo lắng nhất bây giờ chính là cảm xúc của con đó. Nhưng nếu con đã nghĩ được như vậy thì mẹ cũng không hẹp hòi đón nhận thêm một đứa cháu gái nữa. Chỉ cần các con được hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Con cảm ơn mẹ. Đứa nhỏ tên gì hả con? Dạ tên Nhi. Tôi đang tìm mặt bằng để mở nhà hàng. Không cần quá lớn đâu, nhưng mà nếu ở trung tâm quận nhất hoặc quận 3 thì càng tốt. Anh có gợi ý nào cho tôi không?
Dạ em hiểu ý chị rồi. Thì hiện giờ bên công ty em á cũng có mấy địa điểm cũng khá phù hợp với lại tiêu chí của chị. Thôi vậy chị cho em cái email đi, để có gì về em sẽ gửi cho chị các thông tin cần thiết và hình ảnh cụ thể để cho chị dễ lựa chọn. Khi nào chị lựa chọn xong á, em sẽ đích thân dẫn chị đi tham khảo. Vậy hả anh? Nếu như vậy á thì anh cố gắng xúc tiến càng sớm càng tốt cho tôi nha. Nếu mà anh làm tốt chuyện này á, chắc chắn sẽ có hoa hồng cho anh. Dạ chị yên tâm. Thì nội trong chiều nay thôi, mọi thông tin cần thiết em sẽ gửi cho chị liền. Dạ chị còn dặn dò gì nữa không ạ? À? Chắc không đâu. Dạ thôi em xin phép chị, em về trước. Chào anh. Chào chị. Chào chị. Chào anh. Tính tiền em ơi. Cho chị gửi. Dạ cảm ơn chị. Đến bao giờ thì cô mới thôi làm bể đồ trong quán của tôi đây? Cô coi đó, nhân viên ở đây có ai làm việc hậu đậu như cô không? Cô làm 7 ngày, cô làm bể hết 10 cái ly, 6 cái dĩa. Ủa cô muốn tới đây phá banh cái quán của tôi ra hả? Em xin lỗi chị. Tay chân em còn lóng ngóng, em chưa quen việc. Em xin lỗi chị. Em xin chị cho em một cơ hội nữa. Cô vô đây làm á là để nhận lương chứ đâu phải làm không công cho tôi đâu. Mà xin xỏ cơ hội này cơ hội nọ. Hết hôm nay á, cô nghỉ việc đi. Chị ơi. Phục vụ quán cà phê vậy? Làm được bao lâu rồi? Mới có hơn một tuần thôi. Mấy tháng này tao cũng đổi 2-3 chỗ làm rồi. Tại sao lại ra nông nổi như thế này? Thì cũng tại má tao ham mê cờ bạc, mày cũng biết mà. Hơn nửa năm nay má tao mọc rễ mấy casino Campuchia, càng đánh thì lại càng thua, mà càng thua thì càng tìm cách gỡ. Bây giờ nhà tao trắng tay luôn rồi, bao nhiêu tài sản đều mất sạch. Má tao như người mất hồn thất nghiệp ngồi nhà. Bà ngoại tao thì già yếu, tao không đi làm thì lấy tiền đâu lo cho má với ngoại. Tao nghĩ lại hồi đó hối hận vô cùng. Phải chi ngày xưa đừng có ăn chơi trác táng, lo mà học hành đàng hoàng thì bây giờ đã có nghề ngỗng ổn định rồi, chứ đâu có ra nông nổi như vậy đâu. Thì tao đi làm từ sáng tới chiều, còn buổi tối tao tranh thủ đi học nghề. Tao nghĩ kỹ rồi, không học thì không làm được gì hết, mình phải tự cứu mình trước đã. Còn mày, mày sao rồi? Hồi này mày làm gì? Tao phụ mẹ tao và bác tao mở một nhà hàng bán những món ăn gia đình. Mai mốt á, nhà hàng xong rồi, tao kêu mày về làm với tao nha. Mày nói thiệt hả? Đương nhiên là thật rồi. Chứ mày thấy con Thiên Lam này từ trước tới giờ có bao giờ nói được mà không làm được không? Với lại bạn bè á, quan trọng là giúp đỡ nhau những lúc khó khăn như thế này, hiểu không? Cảm ơn mày nhiều lắm. Ăn nhiều vô nha con, bé Nhi. Dạ con cảm ơn bà. Kể từ ngày hôm nay con gọi bà bằng bà nội nghe. Dạ cảm ơn bà nội. Giỏi. Vậy còn cô, con biết là phải gọi cô là gì không? Dạ cô ba. Giỏi. Ngoan quá, con ăn ngoan đi. Lát nữa ba sẽ chở mấy mẹ con đi siêu thị chơi, chịu không? Dạ chịu. Ăn đi con. Dạ. Nè, cho con miếng này nè. Em. Dạ. Em sao vậy? Em không sao đâu anh.
Em chỉ thấy mình và bé Nhi thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của mọi người như vậy. Lúc trước chưa bao giờ em dám nghĩ em sẽ có được như ngày hôm nay hết. Con đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ tất cả chúng ta đều là người một nhà, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ. Mẹ muốn từ đây về sau con không được ngại ngùng hay mặc cảm gì về những chuyện trước đây. Con có làm được không? Dạ được. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn anh. Cảm ơn Khanh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ăn đi con. Thôi cả nhà ăn cơm đi. Gì vậy Lam? Mọi người, Bảo Thi đã liên lạc được với Bảo Thi rồi. Sao em liên lạc được với Thi hay vậy? Là Thi chủ động liên lạc với em trước. Thi nói là Thi muốn gặp em ở khu đất hoang ở quận 9. Thi hẹn với em lúc mấy giờ? Lúc Thi gọi cho em á, hình như có chuyện gì gấp lắm, cho nên Thi nói thời gian Thi sẽ nhắn tin cho em sau. Thôi được rồi, khi nào Thi báo giờ cho em, anh với anh Khang sẽ đi gặp cổ. Anh, cho tụi em đi chung với. Phải đó, em cũng muốn đi chung với mọi người. Mình đông á, có gì còn xoay sở được. Không được đâu, anh đã quyết định rồi. Anh nghe chuyện này, anh và anh Khang đi là tốt nhất. Anh không muốn hai em gặp nguy hiểm đâu. Nha. À, tôi có việc đột xuất, không về kịp. Anh về cuộc họp xuống 3 giờ chiều giùm tôi. Ừ, cảm ơn anh. Chồng là Bảo Thi còn giữ được bằng chứng gì đó để vạch mặt tên khốn này. Như vậy thì vụ án của ba tôi mới có hy vọng được. Thật ra Bảo Thi không hề liên lạc với Thiên Lam. Anh nói cái gì? Theo tôi biết, Minh Triết có một gã tay trong ở bên cạnh chúng ta bấy lâu nay. Chính vì vậy cho nên Lam và Khanh bày ra kế hoạch để vạch mặt kẻ đó. Hình như trong chuyện nào tôi cũng là người biết thông tin cuối cùng. Xin lỗi anh, nhưng sớm muộn gì tôi cũng cho anh biết mà. Mà nghi ngờ ai vậy? Có chân. Alo. Hả? Khanh, có chuyện gì vậy Khanh? Khanh, có chuyện gì vậy? Anh Kiệt với anh Hai bị tai nạn. Xin lỗi cô. Chị đừng có diễn kịch nữa. Ở đây có ai muốn coi chị diễn hả? Em nói gì vậy Khanh? Tôi nói cho chị biết, nếu mà anh Hai tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho chị. Nè Khanh, đây là bệnh viện, để khi khác rồi nói. Đúng rồi đó Khanh, phải giữ bình tĩnh đi Khanh. Anh có sao không? Anh không sao. Anh chỉ bị thương ngoài da thôi. Lúc đó nếu anh Khang không bẻ phần vô lăng nhận hết nguy hiểm cho mình thì anh đã chết rồi. Anh đừng có nói bậy như vậy. Bác sĩ, anh Hai tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà anh à, để tôi sẽ nói chuyện với gia đình của tôi. Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép đi trước. Dạ. Xin chào. Cậu ơi, vậy là có chuyện gì hả cậu? Chân phải của thằng Khang bị chấn thương rất là nặng. Bây giờ các bác sĩ sẽ cố gắng chữa trị cho nó. Nếu mà vài ngày nữa tình trạng không tiến triển, buộc lòng phải bỏ cái chân thôi.
tại chị. Tất cả là tại chị mà. Tất cả là tại chị. Tại chị. Khánh à. Anh à, báo công an bắt chị ta đi. Báo công an bắt chị ta đi anh. Khánh à, em bình tĩnh lại đi. Khánh ơi, không được. Khánh ơi, bây giờ phải lo cho anh Khang trước. Khánh ơi. Chị xin lỗi. Chị không muốn như vậy đâu. Chị không muốn đâu mà. Chị im đi. Ở đây không có bất kỳ ai muốn nghe chị nói hết. Quên đi. Con em à. Trời đất ơi, đã xảy ra cái chuyện gì vậy hả? Các anh quá liều lĩnh, đem cả bản thân mình ra làm mồi nhử, gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đúng lý ra các anh phải bàn bạc với tôi trước chứ. Tôi đã bố trí rất kỹ ở chỗ hẹn để tránh một bất trắc, nhưng thật không ngờ Tình Triết lại cho người ra tay dọc đường. Có lẽ hắn muốn xử lý tôi và Khang cho gọn trước khi bắt Bảo Thi. Dựa trên hồ sơ nha khoa mà cô Lâm cung cấp thì chúng tôi đã xác định được xác chết đang bị phân hủy đó chính là của Quốc Quy, nên hiện giờ chúng tôi ráo riết đi tìm Bảo Thi. Bây giờ mấy anh đừng tự ý đi tìm người nữa. Chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ vụ án nào trong thời gian tới. Báo cáo anh, theo điều tra sơ bộ thì vụ đụng xe vừa rồi có nhiều dấu hiệu mờ ám bất thường. Tên tài xế lái xe tông vào anh Kiệt và anh Khang là người mới vào làm công ty vận tải này. Ngày hôm đó, nếu như đúng theo lộ trình thì hắn ta đi giao hàng không đi qua tuyến đường mà gây tai nạn. Có thông tin nào về nhân thân của tên này chưa? Báo cáo anh, theo dấu vân tay mà tụi em lấy được trên vô lăng xe, bên em đã tiến hành điều tra trong tàng thư thì đã phát hiện hồ sơ của tên này. Một chút nữa Linh sẽ đem vào cho anh. Ừ, được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Dạ. Lần này bọn xấu vẫn chưa triệt hạ được cậu và Khang, chắc chắn bọn chúng vẫn chưa từ bỏ được ý định. Từ đây về sau, mọi người làm cái gì cũng hết sức cẩn thận, nhất là đừng có làm việc liều lĩnh như vừa rồi, hiểu chưa? Ừ, tôi biết rồi. Chị đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị một giây một phút nào nữa hết. Khanh, em cho chị vô gặp mặt anh Khang một chút được không? Tôi cấm, không cho chị đụng với anh hai tôi một giây một phút nào nữa hết. Em mà chị xin em. Cái chân của anh. Không có gì nghiêm trọng đâu anh, tại vì em mới bị chấn động á, nên đụng đâu cũng thấy đau hết. Điều trị từ từ anh sẽ khỏi thôi mà. Chị muốn nói gì thì nói đi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Trước tiên tôi xin hai người hãy tin, hãy tin là tôi không bao giờ có ý hãm hại anh Khang. Cấp trên đã đồng ý mở lại cuộc điều tra vụ bắt cóc năm xưa vì nhận thấy có liên quan đến vụ án của ông Phong. Đúng là thật tốt. Chỉ cần điều tra ra được người phụ nữ này lại, rồi ta sẽ biết được ai là người ra lệnh bắt cóc bà Hồng năm xưa. Bác Trường của con phải phẫu thuật gấp, nhưng máu của bác ấy thuộc dạng hiếm, mà ở ngân hàng máu thì không có sẵn. Một mình Lam thì không biết đủ. Con xin lỗi, nhưng con không biết là bác nói những chuyện này để làm gì. Nếu sự thật đúng những gì chị nói, và nếu đúng là chị cũng đã thật sự hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, chị phải giúp chúng tôi đứng ra vạch mặt tên Minh Triết đó. Mẹ, con muốn cuối tuần này về quê để thăm mộ ba và thăm họ hàng bên nội nữa. Sao con lại muốn về quê trong lúc này? Tại tối qua con nằm mơ thấy ba. Chắc là ba muốn nhắc con là lâu quá rồi không về thăm mộ ba và họ hàng bên nội nữa. Anh à, anh Trường sao rồi anh? Cũng ổn rồi, bình yên. Em cứ yên tâm. Dạ, vậy tốt rồi. Có phải hơn hiến máu không anh? Đâu có. Sao kỳ vậy? Mấy đứa buồn thương lứa mình hết kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Oh yeah. Tôi muốn coi vậy nè. Tôi cho điểm tuyệt đối.
bụng. Anh Hùng Điệp chọt quá trời chọt không chết, chờ đúng cái bụng rồi chết. Ở nơi đâu còn cái lương dòng cổ, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Tài tử tranh tài Đêm Đông, 21 giờ thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại 11 giờ 40 thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.